Chào mọi người nhé, em mới về thêm được một thùng laptop thì có mấy model Hôm nay thì em sẽ giới thiệu và bán cho người Thứ nhất là con Lenovo uh, ThinkPad Con này model của nó là X270 nhá Con này màn rộng 12.5 inch Đấy, Con này em bán cho mọi người với giá là 2 .9 triệu 9 và Giá này thì đã bao gồm cả sạc rồi nhé Mọi người không lấy sạc trừ 200 nghìn còn 2 .7 triệu 7 Bởi vì cũng có rất là nhiều anh chị uh, có sạc rồi Đấy, Nếu mà anh chị có sạc rồi thì uh, Em sẽ giảm cho anh chị là 200 nghìn còn 2 .7 triệu 7 nhá Đấy, Còn uh, lấy cả sạc thì hai triệu chín ngoại hình con này thì nó chỉ hơi xước nhẹ theo thời gian một chút thôi nói chung ngoại hình còn rất là đẹp nhá à, mặt trước này mặt sau này à, còn rất là mới đẹp nhá à, máy máy thì cam kết với mọi người là chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả nên à, mạch sáng choang, nhá không có bị bụi bẩn hay gì gì cả à, các chân kết nối của nó này nó có chân uh, sạc này uh, tai c này hdmi này usb này Đằng trước thì không có cổng kết nối đâu cả Đấy, bên hông thì có chân cắm tai nghe 3.5 USB khe cắm thể nhớ SD mạng LAN nhé Đấy, máy ngoại hình thì còn khá là ok em sẽ cho mọi người xem uh, bàn phím màn hình cũng như cấu hình chi tiết của nó nhé Đấy, tớt bát các thứ ok này bàn phím đẹp nhé không có bị bong chóc mờ bạc uh, phím nào cả Đấy, màn hình đẹp nhé con này màn rộng 12.5 inch này không có bị á màu gì nhé con này có cả camera micro Đấy, mọi người uh, học tập làm việc online rất là tiện nhé đây, em sẽ cho mọi người xem cấu hình chi tiết của nó. Con này nó chạy uh, con uh, chip Core i5 6200U 2.3 GHz RAM 8 GB và đang chạy Windows 10 là 64 bit nhé Con này nó chạy ổ SSD là 256 GB nhé Ổ SSD của nó là 256 GB. Nó chạy ổ SSD nên nó khá là mượt mà, nói chung chạy các ứng dụng cơ bản thì rất là mượt nhé Đấy, Wi-Fi rồi tất cả chức năng đều ok hết nhé mà mọi người là 2 triệu 9 này không lấy sạc thì em sẽ trừ cho mọi người 200 còn 2 triệu 7 nhé còn con này là con uh, HP con này 820 G3 nhé model của nó 820 G3 ngoại hình thì nó cũng chỉ hơi xước nhẹ theo thời gian thôi nói chung ngoại hình thì cũng còn khá là ok mọi người nhìn này mên mạch cũng sáng nhé không có bụi bẩn han gì gì cả và cũng cam kết là zin chưa có can thiệp sửa chữa gì đâu nhé đây em sẽ cho mọi người xem cái cổng kết nối của nó trước này nó có chân VGA này, USB này, khe cắm SD nhé. Lần trước thì nó chỉ có báo đèn báo thôi, chứ không có cổng kết nối đâu cả. bên hông thì có chân tay C, chân 3.5 USB mạng LAN, khe cắm SIM và chân sạc nhé. Đây, em sẽ cho mọi người xem về màn hình, bàn phím cũng như cấu hình của nó nhé. Bàn phím đẹp, không có bị mờ bạc bong chóc phím nào cả, bàn phím nét nhá, sáng quắc luôn, mọi người làm việc ban đêm nó rất là tiện nhá, có cả cảm biến vân tay này, con này nó chạy con chip coi 5 v pro này, để tớt bát các thứ này, ok nhá, màn hình đẹp này, không có bị ám ố gì cả, con này cũng có camera, micro đằng trước để mọi người học tập làm việc online nhá, tiện nhá, màn hình cảm ứng nhá, con này màn hình cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone nhá, em sẽ cho mọi người xem cái cấu hình chi tiết của nó trước nhá. Con này nó chạy con uh, chip uh, coi nam uh, coi 5 6300 2.4 GHz RAM uh, 8 GB uh, và đang chạy Windows 10 là 64 bit nhé Đấy uh, con này nó chạy hai uh, ổ cứng. Uh, một ổ cứng là SD 128 GB và một ổ cứng HDD 500 GB để chứa dữ liệu nhé Tổng của nó là hơn 600 GB mọi người thoải mái lưu trữ dữ liệu. Ổ uh, uh, SD là Windows nó chạy uh, khá là mượt mà con này, à, em bán cho người với giá là 3 triệu sáu nhé, ba triệu sáu, đã bao gồm cả sạc rồi, mọi người không lấy sạc thì trừ 200 còn ba triệu tư nhé. À, con này, à, đây, em sẽ vào thử youtube này, vào thử youtube xong rồi em sẽ cho mọi người xem cái cảm ứng đa điểm của nó nhé. cảm ứng đa điểm giống như điện thoại smartphone thôi, nó chạy đấy, Nên em đang kết nối wifi nó chạy nước này khá là mượt mà nhé. Đó. mình zoom ra zoom vào này đó zoom ra zoom vào rất là ok nhé cảm ứng đa điểm đây đấy, nước như, như, điện thoại smartphone luôn đấy, màn hình cảm ứng nhé đấy, giá bán cho mọi người là 3 triệu 6, 6 này đã bao gồm sạc rồi không lấy sạc thì là 3 triệu nhé đấy, tất cả chức năng đều ok hết ngoại hình chỉ hơi sức nhẹ một chút thôi HP 820G3 nhé đó, con này là con uh, HP 830G5 nhé đấy, đây, con này model của nó đây đấy, 830G5 này cái này là vỏ nhôm nguyên khối nhá, một con laptop của doanh nhân nhá. Nhìn rất là sang. Con này nhìn sang xịn mịn luôn. Vỏ nhôm nguyên khối mặt trước mặt mặt sau, Đấy, viền đều là vỏ nhôm hết nhá. vỏ nhôm nguyên khối. Đấy, ngoại hình thì nó chỉ hơi xước nhẹ một chút thôi, Đấy, một vài vết xước răm thôi nhá. Các cổng kết nối của nó đây có khe tản nhiệt này, USB này, khe cắm SC này. Đấy, đằng trước thì không có cổng kết nối đâu cả, nó cũng chỉ có đèn báo thôi nhá. Đấy, bên hông này thì có khe cắm sim này chân cắm tai nghe 3.5 này usb này hdmi này mạng lan này đấy, tận chân tai si và chân sạc nhé máy thì cũng cam kết mọi người là zin 100% chưa có can thiệp sửa chữa bất cứ một cái gì cả đấy, bàn phím đẹp không có bị mờ bạc bong tróc phím nào cả nhé bàn phím nét luôn nhé sáng quắc luôn mọi người làm việc ban đêm rất là tiện nhé cảm biến vân tay này rất là ngon nhé chip coi 5 gen 7 này tớt bát các thứ ok này Đấy, con này nó sử dụng công nghệ âm thanh của PO nhé công, công nghệ âm thanh của PO nên là cái âm thanh và loa của con này rất là hay luôn màn ừ. hình đẹp không ám mối gì cả đấy, có cả camera micro đấy, cái này nó có một cái che cam này đấy, nó giúp cho mình bảo mật hơn để tránh bị hack đấy, nhiều trường hợp là cái camera người ta hack được người ta có thể xem được mình đang làm việc thứ gì đấy hoặc là xem những cái uh, riêng tư trong phòng của mình, Đấy, người ta có thể hack qua cam uh, laptop này được, Nên là cái này là che đi thì cũng tránh trường hợp nó cũng khá là tiện lợi. Đấy, cấu hình của con này thì nó chạy con chip Core i5 7300u 2.6ghz, ra 16g nhé, và đang chạy windows 10 là 64bit. Ừ. con này ổ cứng lưu uh, trữ của nó là cũng là ổ ssd 256g nhé, con này thì chạy rất là mượt mà rồi và thiết kế thì rất đẹp, âm thanh ngon hay, màn hình đẹp. Rồi mọi chức năng đều ok hết. Con này em bán cho người với giá là 5 triệu mốt nhá, Đấy, cho phiên bản này là RAM 16GB. Con này thì nó có hai phiên bản. con có một số con này thì nó phiên bản của nó là RAM 8GB nữa. RAM 8GB thì em sẽ bán cho người với giá là 4.8 triệu 8 nhá. Còn uh, con này là RAM uh, 16GB à, 5 triệu. mốt. còn uh, những con uh, ở đây thì em có vài con thì có con phiên bản là ram 16 có con phiên bản ram 8 đấy, ram 8 là 4 triệu 8 còn ram 16 g là 5 triệu nhé đấy, em đang cho mọi người xem con này là cấu hình ram của nó là 16 g này đấy, thì mọi người lấy phiên bản nào thì mọi người cứ nhắn qua zalo Số số 0344 99 em nhé đấy, ok cảm ơn mọi người nhé chào mọi người nhé